Em chào các bác nhá, lại là em đây. Hôm nay thì đi lấy thuốc xương khớp, thuốc đắp xương khớp. Thì bây giờ cái thuốc đắp xương khớp ấy các bạn, để đắp xương khớp ấy thì bây giờ em sẽ có bạn nào mà ở gần á thì em sẽ gửi cái tươi này như cho các bạn nhá. Có nghĩa là tươi em đi lấy ở rừng như nào về thì em sẽ bó vào theo cái thuốc uống để em gửi cho các bạn để các bạn đắp. Còn có một cái phương pháp nữa là các bạn ở xa ấy thì em sẽ gửi cho các bạn bằng lọ. Bằng lọ là như nào ạ? Là em đi vào rừng em hái tất cả những cái thuốc như này này, những cái thuốc mà dùng để đắp ở ngoài ấy, có tác dụng đắp ngoài xương khớp, đắp xương khớp, đắp thái hóa, đắp các kiểu ạ. Thì sau đó em về em thái ra và em nghiền nhỏ ra, em nghiền tươi nó ra và em ngâm rượu, ngâm cái rượu của em cơ, cái rượu thuốc của em ấy, thì em ngâm rượu, em ngâm rượu sau đó thì em mới bỏ vào một cái lọ nhựa cả rượu với lại cả những cái bã thuốc đã xay này để gửi cho các bạn. Thì chỉ cần các bạn, việc của các bạn là chỉ cần là lấy một cái liều, đến giờ đắp thì các bạn sao lên và các bạn đắp vào cái chỗ đấy một liều lượng thôi, bởi vì em đã xay nát rồi. Bởi làm ở xa thì nó sẽ không bị hỏng, bởi vì một số bác ở tận trong thành phố Hồ Chí Minh ấy thì cũng bị đau nhức xương khớp. Khi biết đến kênh của em rồi thì các bác có gọi điện em lấy thuốc cho các bác, gửi cho các bác, nhưng mà vào đến đấy thì một số thuốc nó bị hỏng. Và cái phương pháp này thì em đã chữa bệnh cho bệnh nhân của em ở nhà. Em chợt ra nghĩ ra là khi mà mình cho rượu vào và mình cho vào cho cái thuốc tươi này này, mình giã nát rồi xong mình cho rượu vào rồi ấy, cái rượu thuốc mình ngâm rồi ấy, ngâm để xoa bóp, mình cho rượu vào rồi nhá thì nó không bao giờ hỏng. Các bạn có gửi đi và các bạn có thể để bảo quản ngâm mát tự mạnh thoải mái. Tuy nhiên là cái phương pháp đấy nó làm rất vất vả đối với thầy thuốc, nhưng mà ở xa thì vẫn làm được, còn ở gần thì nó vất vả và lại nó tốn kém cho thầy thuốc. Bởi vì thứ nhất là lấy thuốc này phải thái ra này, phải nghiền ra này, thứ hai đúng không, thứ hai là phải ngâm rượu, mà rượu là rượu thuốc nữa cơ. Thế nhưng mà vì ở xa thì cũng chọn cách đấy thôi. Còn hôm nay thì em đi em đây vào đây và em gặp cái không phải em gặp đâu, mà em vào đây em lấy đây này, các bạn nhìn đi nhá, đẹp không các bạn? Đó, cái này bình thường đây, quay sang cây này này, ôi rồi các bạn ơi, cái này là khoảng 6 tháng trước em đã về khai thác nó đúng không, đã chặt lên. Và khoảng 4-5 tháng trước, cũng không biết mấy tháng trước nữa, hoặc là thì về chặt lấy nó và bây giờ nó đã mọc ra như này các bạn, đẹp chưa? Cách khai thác thì mình sẽ về khai thác này các bạn, thấy đẹp chưa các bạn? Đây là cái móc đó các bạn, đây này, cái móc này, đây là cái móc chỉ trong bằng xúc sinh lý của nam giới đấy, dùng để uống và dùng để ngâm rượu. Tuy nhiên là cái móc này nó tốt thật nhưng mà không dùng độc vị đâu các bạn nhá. Nhiều bạn là khi nghe người ta chia sẻ cái loại thuốc nào tốt là bắt đầu dùng độc vị, không dùng độc vị đâu ạ. Tất cả các loại thuốc các bạn đều phải kết hợp hết cho em, không có loại thuốc nào dùng độc vị cả. Mà cái móc thì mình lấy được như này thì nó tuyệt vời quá các bạn. Đây. Đây này các bạn. Nó hơi non một tí nhưng không sao, thấy thì lấy thôi, về mình phơi khô lên và mình dùng để sắc uống trong bài thuốc sinh lý của nam giới hoặc là ngâm rượu. Hầu như là ngâm rượu nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều, bởi vì cái móc này các bạn biết là những cái người dân tộc ấy, nam giới ấy, họ đi vào rừng nhá, họ kiểu như là họ cũng đi rừng, họ nằm ở trong rừng á, đặc biệt là ngày xưa người ta đi khai thác gỗ nghiến á thì rất là mệt đúng không, họ sẽ tìm những cây thảo dược về họ ngâm rượu và để sau khi xong họ sẽ uống. Tuy nhiên là các bạn biết câu chuyện nó như nào không, khi mà ngâm rượu xong rồi, khi uống cây này vào nó kích thích nhiều quá, nó khỏe quá thì các bác lại phải về đấy, lại phải đi về nhà với vợ con đây các bác. Không thể dùng những cái vị thảo dược này ấy, thì là phải ở gần vợ con, nói tóm lại là như thế, tại vì nó kích thích rất là mạnh. Đối với những cái bác khỏe nhá, em không nói với những cái bác yếu, những cái bác yếu thì phải chữa bệnh trước, thì chữa bệnh thì cũng phải có cây này, được chưa ạ? Chữa về sinh lý cũng phải có cây này, cả uống và cả ngâm phải có cây này hết, được chưa? Đây, đẹp không các bác, mình sẽ lấy cái phần này nhá, mình sẽ lấy cái phần này ạ, cái phần mà nó không cắm xuống đất thôi, còn cái phần cắm xuống đất là ví dụ như những cây này cắm xuống đất thì mình chỉ được lấy cái phần nổi lên thôi ạ. Còn cái phần cắm xuống đất mình sẽ không dùng, cái phần cắm xuống đất là nó không lên thuốc nhá. Đối với cây thuốc này, cái phần cắm xuống đất ấy, ở dưới đất là mình sẽ không lấy, mình chỉ lấy cái nổi lên thôi. Đấy, mình chỉ lấy những cái này thôi các bạn nhá. Vậy thôi, em chào các bạn nhá. Bạn nào mà yếu mềm mềm ấy mà không có thuốc nào sử dụng hiệu quả thì alo cho em. Cái thuốc của em hiệu quả lắm ạ.